này á là nó xấu nhưng mà nó là bơ sạch không có thuốc. Rồi, chắc cho tôi một cái ly quá. Tôi ăn một ly bơ coi. À, bữa nay có người cho bơ cho cả nhà. Mấy ngày nay bảo bị bệnh nên là bảo không có livestream. À, nói bơ bơ như vậy nhưng mà cô cũng nói là bơ này rất là ngon, bơ không có thuốc. Nói chung là mình không biết cái gì mà không ăn được cái ly kia càng không ăn cái gì đâu. Mình nghe cái gì không có thuốc là mình thích rồi. À, bà ba đồ á, bà hai là phải ăn đục cái thuốc đó. Hello chị Phượng Long Xuyên nha, hôm bữa có đem cho chị một hộp mắm Thái nữa nhưng mà ba không đem mắm Thái lên cho chị. Có gì chị gọi điện thoại hoặc nhắn tin gì chửi bả nha chị ơi. Người ta đã đem từ Sài Gòn đem mắm Thái về cho chị rồi nhưng mà bả là cái người không lấy ra. Cái gì nữa? Xong rồi cuộc đó bao chị cũng lúc chị chửi ba kìa, chửi ba kìa, làm sao nói là người ta đem đem mắm Thái về và các bạn có đem ra cho người ta đâu. Ở trên thằng bánh trung thu có hộp bánh Thái, bánh Thái với bộ. Nhưng mà bà đâu có đưa cho chị Phụ Long Xuyên, nó còn nằm trong cái thùng gì đó. Bây giờ bà ấy đi, bà biện hộ đi. Giờ, chị ơi, em cảm thông cảm cho em đi chị ơi, em quên. Em già rồi, em quên tại em có chứ nhiều cách. sao đi chị ơi, chứ sao em bảo trả lại cho chị nha chị Bự ơi. Rồi. Phải không? Ủa, cùng giấy con đâu rồi ba? Hello cả nhà nha. Bơ này của một cô cho nha cả nhà, một cô cho. Rồi, Bảo mới vừa xong công việc, Bảo vừa chạy về luôn rồi nhờ. Nè bơ là cô nói nè, không bơ nó thúi gì mà nó không lắm. Nó thúi này không? Không, cô nói bơ không có thuốc. Là Bảo nghe cái tính Bảo à. Cái gì? Bơ nào mà không có thuốc là Bảo khoái lắm. Nói chung là bây giờ bơ nó cũng nhúng thuốc nha cả nhà, nhúng cho mau chín. Hồi xưa bảo phải ăn bơ lắm nhưng mà đi mỗi lần mà bà má sang bảo mà đi chợ mua bơ về dầm dưới đường mỗi chung tô á, mình đâu dám ăn nhiều bà đánh với mẹ. Hello cả nhà nha, hello. Ờ, bữa nay có đu đủ không? Có, hình như có mười mấy trái kìa, được nhiêu kìa. Thôi nhìn mình nghĩ chắc cũng nhiều á, làm. Đó. Làm sao? Rồi, hello cả nhà. Hồi trong miếng đường với đá thì ba cũng dầm cũng bơm ăn chưa giờ cái ăn gì không? Hello cả nhà. Bảo vừa được cho một cái cô nào cho cái này nữa, mật ong nhẹ tay. Biết cái này cho ai không biết nữa mà gọi cho Bảo. Hello, ủa có bánh canh gửi về đúng không? Hả? Có. Ồ, để bánh canh. Chuẩn bị khui bánh canh luôn, có bánh canh quéo rồi nha cả nhà ơi. Phải không? Ồ, khui bánh canh quéo luôn. Để ăn cái bơ canh. Hello cả nhà, hello Nguyễn Phúc, hello chị Tâm My. Một trái thì không đủ mà hai trái sợ nhiều quá. Một trái sợ không đủ mà hai trái sợ nhiều. Cái này hơi bị thúi rồi. Ta. Thầy tin đỏ. Không có nhiều dừa thôi, không ngọt lắm. Hả? Chưa.
ba muỗng lưng đó. Ba muỗng lưng hay gì anh? Thôi một muỗng lưng nữa đi. Rồi nó hết đường luôn. Hello anh em thành lập official nha. Làm dâu sấy nhà luôn nha. Hello Thảo Nguyễn nha. Thường thường có bệnh tập ống uống thuốc đi nha cả nhà. Chỉ sức dầu thôi à. Không uống thuốc. Cái đó là bánh canh á. Để ấy này xong tôi cuốn mấy kia trong làm bánh canh. Dạ con cảm ơn cô Trần Hoa nha. Hello chị anh. Bà chỉ thích bỏ đường thôi chứ bà không thích bỏ sữa đâu. Bà muốn ăn nó vừa vừa thôi chứ bà không cay tay. Bà nhớ cái kiểu mà ăn của hồi xưa á. Hello chị anh Phan. Bơ này có người đã cho, có cô cho. Mà cô nói là bơ này có không có thuốc, nào không biết có thuốc không nữa hay là như thế nào mà cô không biết ăn đạn này. Nên là cô nói có gì có thuốc bị chết thì cô không sẽ chịu trách nhiệm cho. Mà không biết có trách nhiệm sao giờ nữa. Bơ rất là béo nha cả nhà. Hello em ngày mai. Bà rất là phải ăn bơ quá. Nhưng mà bà ăn cái bơ này có cái vị của hồi xưa cô bảo nha. Ủa sao có cái này của ta? Ủa ai cho mày mặt ong mà có cái tem của mình vậy ta? Ôi, cho gửi mật ong cho mình là có cái tem của mình là sao? À hay là mua đồ của mình xong rồi lấy cái giấy thì của mình gói lại. Ai vậy ta, không biết luôn ai cho mật ong mà không thông báo gì chưa. Đâu em không có cho sữa ông thọ đâu nha chị ơi. Ai cho mình hai phần. Ủa rồi đừng nói là bỏ vô cái hũ của bà Bảo luôn nha. Trời ơi cho mật ong vô hũ của bà Bảo luôn mới ghê chứ. Đây cái hũ của bà Bảo luôn cả nhà. Rồi cho vô cái hũ của bà Bảo luôn. Ở trong nhà mình có cái hũ rồi, có cái chai thủy tinh không bà hai? Bà muốn bỏ vô cái chai thủy tinh thì một ông muốn dùng lâu rồi chai thủy tinh. Đây. Hello chị Hương Nguyễn nha. À để chị thông cảm giùm em đi, ngày mai em sẽ gửi hết vải. Tại vì em phải kiểm tra lại á, nhiều khi nó đóng gói rồi nhưng mà em sợ có những cái trục trặc á. Em qua. Cái chai có không? Cái chai có cái dây. À chị Trâm Hóa là gửi rồi. Rồi điện thoại có bắt máy đâu. Em tại vì bữa nay là em bị bận á, em không có cầm điện thoại luôn á. Đây cái mật ong này có ai cho không biết luôn. Đúng cái vị của bà hồi xưa luôn á.
con không biết bỏ hồi xưa không thọ đâu. Hồi xưa chỉ ăn cái đường. Mặt ông phải phải đủ để chạy thủy tinh. Mong cả nhà thông cảm nha. Mặc dù quần áo mà để mình bán cái hello Hoàng Kỳ Thiên trả lời nhắn cho anh Bảo nha. Tối nay là Long sẽ đặt chương trình lúc 11 giờ. Ngày mai mình sẽ ăn tiếp một ly bơ nữa. Mặt ông để trong chai nhựa là không có tốt đâu, tại vì bảo biết mà bảo đổ ra chai thủy tinh. Chân nha, hello chị Phạm Nghĩ. Không có hũ sành đâu, mai mua, để mai mua cái hũ. Cái chai ở nhà con rất nhiều cái chai thủy tinh. À, chai có nắp vàng như vậy như vậy. Cái chai có rất nhiều chai thủy tinh. Không cho xin một cái thao nha bạn. Thao nè. Đúng rồi đó. Chai nước yến. Quên bao. Quên, bà nhớ cái gì? Nhớ chai chứ nhớ cái gì? Chắc chắc chắc. Cái chai này làm đâu nhà không được yến. Còn sót chai. Bỏ vô gửi đi không bỏ vô. Đó, cái này của chị Trâm Hóa gửi cho em hả? Cái này là chị Trâm Hóa tặng cho em hả? Dạ em cảm ơn chị nha. Mật ong này mật ong nuôi hay mật ong thiên nhiên chị? Tại vì bây giờ á mật ong giả thì nó ít lắm, ít khi có mật ong giả lắm. Một chỉ có hai loại mật ong thôi. Một là nuôi, hai là thiên nhiên thôi. Ông này chắc là bà ông thiên nhiên. Bà ông thiên nhiên. Mặt ông này mà ông thiên nhiên nè nha. Không biết chị Trâm Hóa chị trả lời. Nhưng mà bảo đoán này là ông thiên nhiên. Tại vì cái ngọt của nó rất là thơm. Và nhiều khi người ta ấy vô chị. Nhiều khi người ta giả bộ á. Ta pha. Rồi bà ba cho con. Hello cô Lý ơi. Hello bà Trần Thị Lý. Khi nào bà Trần Thị Lý có thịt heo thì gửi vô cho ăn đi nha. Bà Trần Thị Lý ơi. Bà Trần thì ôi anh vừa ăn bơ vừa ăn này có gì ta có đi không lên đường không? Không. Hả? Bơi mà không lên đường hả? Không. Cái gì mới lên đường? Cái tàu hủ á. Tàu hủ á. Tàu hủ mới lên đường hả? Tàu hủ mà lên đường. Vậy bà bữa sao bà mua cho tôi tàu hủ vậy tôi ăn với mật ong đi. Tôi cho lên đường sớm. Lên đâu? Lên đường. Lên đường sớm bự. Hello em Mai Thanh Lễ nha. Cô Lý ơi ngày 24 á cô Lý. Ngày 24 tụi con ra Hà Nội, cô Lý có lên Hà Nội chơi tụi con không? Con lên Hà Nội từ ngày 22 luôn. Có thịt nền đó cô Lý, thịt heo á. Dạ, ra Hà Nội có show ạ. À.
cảm ơn chị Trâm Hóa nha. Rồi đó, dắt vô ly uống chút nước. Ăn bơ cứ lên đường không trời. Ăn bơ cứ lạnh gì. Ăn bơ lên mẫu. Đúng rồi, ăn bơ với cái mật ong nè. Hai bên cái thủ sẵn là chậm nè. Không, chưa tới lắm. Cái phần quà này nữa. Cái này bỏ vô đủ má ha. Hả? Đây, cho cái quà này vô đi. Không biết cho ai. Cái cô này, cái cô B, tôi tính là cô B. Rồi mật ong rất là ngon nha cả nhà. Cái này có cho cái gì vậy ta? Tôm. Cá bớt. Đây đây. Là tắm hay mình đây ngát thịt đó. Đó. Thịt phấn mà cái đó là gọi là sáp á. Ừ, cái còn gì nữa không? Cái thịt này, thịt ống này nó tụ lắm mà mắc. Rồi mực. Mực chắc là mực tươi mà mực nắng. Ừ. Long đâu rồi ta? Như nó gửi qua cho Tiết Nhung nè. Cho Tiết Nhung và cô đó cô đấy là cho mình nhưng mà chia cho Tiết Nhung một ít thôi. Bên đây lấy cho con thông thoát đi mà ba. Chia với một cái còn cái mâm. Mấy cái tẩm đường. Khô đường. Mấy khô đường. Khô đường. Hello Tống Hà nha. Cá này là cá. Cái này là cá bớp. Cái này cá bớp. Ăn luôn nó bớp luôn. Cho mâm cho con cái dao luôn nha. Ăn này được không? Dao luôn. Hello Nhung Vũ. Đặc sản. Đặc sản gì? Cái bò tai à? Không trời. Cái này cá ngừ hả? Cá ngừ. Còn lông đá như nè, cô sợ bị hư. Gọi điện thoại quá trời luôn, gọi cháy máy người ta luôn. Rồi kêu lông lên đi, bút xe gửi đi nè. Cá ngừ đi kho thơm. Hello cả nhà nha. Không, hồi bữa ăn bún cá cho đốc thất bại nha chị. Cho bún đốc, tại vì bữa đó ăn cái bún cá đó sẽ thất bại. Thất bại trầm trọng luôn. Bữa ăn đi bà ba đâu mà ngon. Hả? Bữa ăn đi bà ba đâu mà ngon. Dạ, em cảm ơn chị Trương Thị Phương ạ. Cái cổ tay con cá này của lông đá. Cho cái kéo rồi ạ. Hello cả nhà. Hello. Làm cho lông một ly bơ. Có
cá đó đánh vậy để ăn được da Bảo ơi. Dạ đúng rồi, cái này ăn. Trời, em là dân biển mà chị, em là chùm luôn á. Chạy nó đi. Cá linh chiên bột ngon lắm. Không luôn nha chị, thằng của anh cá linh cũng dở luôn nha chị. Thằng của anh cá linh rất dở. Không phải dở gì, gì dở gì chiên quá dở. Hả? À, ăn dưới chỗ gì? Ăn gì ở ngay chỗ ấy á, ngay chỗ không. Ăn ở chỗ sinh thái á. Nè, em gửi qua cho công chúa gì kìa. Hello cả nhà, chúc cả nhà mình một buổi tối. Đây, đây cho tôi viết đi ha, là muốn nấu cho nắng công chúa không? Thôi vô mình nấu cho công chúa luôn đi. Rồi, đây tôi viết qua đi. Không, nhà nhỏ cho nó cũng được. Cái này nhập được không? Được, được. Phải ra đường được hai. Không, thôi. Cả đó là hơi bóp lòng nó còn có chúa cà tân được. Bà ấy ấy bột tươi để nó khui cái thùng kia đây chắc lâu, cái thùng mà ai gửi quà chớp lên cho anh Nhung á. Gửi rồi. Gửi chưa? Gửi rồi. Trời, con hiếu ghê luôn á, chưa kịp luôn á. Gửi hôm qua rồi. Còn cái này là cái gì? Bánh canh quéo. Rồi, rồi. Lấy nhiều bao đi gì bà ơi. Thì sao? Cá này là cá bóp nha cả nhà. Cái này mình nó mỗi lần ăn lấy khứa ra gì đó bà hiểu không? Yeah. Chiên rồi. À. Nấu có nấu lâu á. Hai cá này chiên là ngon nhất. Không, kho cũng ngon. Rồi. Chứ bà vô cắt tôi lần nào chứ gì thôi. Con cá này bà bỏ vô đâu có được đúng không? Con cá này bỏ vô đâu có được đúng không? Cắt đôi đi con. Cắt đôi ra. Thành nọ, thành giá không cắt, cửa lá cái nọ luôn đi. Đúng không? Cửa luôn đi. Cứ làm ba. Con hiểu ghê á. Cứ làm ba đi. Ông dày lắm. Cửa nhá bà. Đó, ngon không? Này kho cà nè. Chiên sơ ở đầu kho. Thì chiên sơ rồi sốt cà đó. Không phải chiên luôn rồi sốt cà mới ngon. Chứ kho cà, kho thơm. Thì đúng rồi. Thơm hay thịt dưa. Ừ. Thích xay. Có 37. Vậy bà có phước không? Có. Ờ, vậy có bà quá phước. Bà là rất có phước rồi đó. Có. Chế đâu này, chế đâu này, đâu đâu. Bà là con lộc. Thôi để gì luôn ha. Ừ. Rồi. Cho nó hai con đi ha. Không có, cái khúc ở đây con ăn đủ hết rồi. Hả? Mình nên nó hai con ở nhà. Không, cho nó hai con đi. Nhà nó đâu? Bà bỏ nó bên kia con nữa, nhưng mà cô nói là thôi thôi. Nhà mình đau nhưng mà hơi kia cho nhưng mà cho nó. Cái này nấu bún cá cũng ngon nha. Nấu bún cá. Bún cá ngừ á. Nấu bún cá ngừ. Thôi nhưng cá này là kho thơm. Kho thơm. Hoặc là chiên sốt cà là ngon nhất. Nấu bún cá ngừ cũng ngon. Con
được thưởng á, bảo cô đi cắt. Thôi má, ai cô không làm vậy. Rồi, rồi còn hạt tôm. Rồi bỏ vô đâu? Tên này tên Biển. Tên Biển. Tôm biển mắt đen hết, tôm trong kia. Tôm biển mắt đen. Không, trời ơi, tôi nuôi với ủa. Nhà tôi có tâm như vậy. Rồi. Rồi, ít mực. Thêm đi, rồi bà hay ghê á. Rồi đi trong đi rồi. Rồi bút xe gửi bệnh đúng không? Bút xe bà bệnh đi. Rồi, rồi bà đem về đi cho con đi. Rồi tôi làm món khác. Tôi rửa tay. Cái bịch đường đó kia. Đường là kia hả? Hello cả nhà nha, bảo rửa tay xong rồi. Long ăn đồ biển đi rồi hát hay nha. Không, đồ biển ăn hoài. Thầy sợ cái nhà biết sao không? Ở nhà bảo là không có mua cá luôn á. Là cá biển đồ dưới quê mẹ bảo gửi lên. Nên là không có cần phải mua cá. À quên, xin lỗi. Tự nhiên cái cô B đó là Long ăn đồ biển đi rồi hát cho hay. Cái nhà biết ăn đồ biển hoài luôn á. Ở trong khi là có lên người gửi. Nói chung là đặc sự cho bảo mấy cái đồ này bộ rất là thích nha cả nhà. Rất là thích luôn. Rất là thích luôn vì sao? Vì nói chung là cho bảo đồ ăn cũng khoái lắm. À, cho rau, cho cải rồi cũng khoái nữa. Rồi được rồi, bút xe chưa? Và ba này mới làm chậm chạp quá à. Rồi đó, nhiều khi nướng khác thì ăn thử coi ngon không? Đi. Tầm mai cho ba ông chồng. Chiều 16 tháng 8 báo cơm nha Bảo. Tao cơm nha Bảo là sao không hiểu. Là sao không hiểu. Cả nhà ơi, show ngày 15 á. 15 tháng 8 á cả nhà mình ở Sài Gòn. Ai có thời gian thì đi ủng hộ cho Long nha. À. Rồi ai ở xa thì không Linh hỏi bên Long gửi hôm qua luôn. Tại Linh anh Bảo ơi, Linh hỏi bên Long gửi hôm qua luôn. Tại Linh anh Bảo ơi, là sao bác không hiểu. Ồ bà ba ơi, bà ba lấy cái quéo lên cho Long đi. Bữa nay có bánh canh quéo nè. Hello cô, có canh quéo đây nha. Đó cái này là từ nước ngoài để về đó chứ không phải là ở Việt Nam đâu. Bán cho nó vui vậy thôi. Lúc trước là bán canh tô, còn bây giờ là
đóng thùng để về chứ không phải này bỏ làm Việt Nam. À bà ba quê ở Chất Long mà, bà ba là cái người đồng hương Chất Long đó nha. Bà ba là chơi với mẹ Chất Long từ nhỏ luôn á. Đây là bánh canh quéo nha cả nhà, bánh canh quéo nha, rất là ngon luôn, có nhiều người rất là thích món này bên nhà Bảo. Mà trước đây á, là Bảo bán bánh canh này ăn tô luôn á, gửi chị 2 kg được không Bảo? Sáng thứ ba chị gửi bữa lên cho em cúng rằm tháng 7. Dạ em cảm ơn chị Chi nha, cảm ơn chị Chi. Hello chị Canh Trần, sáng con 2 kg bánh canh quéo ăn thử nào, giờ chưa ăn. Mua ăn thử muôn ký thôi cô ơi, mua chi 2 kg. Cho cô bao tay rồi bạn. Cái này có 20 kg rồi đó nha. Nên là chị 1 kg bánh canh quéo Bảo ơi, nhắn tin vô cái trang Bảo đang like nha. Nha cả nhà. Cái cơm cô ngon rồi bạn. Mà cả nhà biết sao không? Nếu như mà cả nhà mà mua trễ là bỏ hết nha, tại có 20 kg à. Bà nhà gửi máy bay về tiền ship còn nhiều lắm. Thật sự thiếu đơn mắm Thái của cái nhà nhiều lắm, nên là Bảo chuẩn bị làm mắm Thái thêm một lần nữa nè. Chuẩn bị làm mắm Thái thêm một lần nữa. Chị Phạm nghỉ thôi. Cảm ơn chị Hương nha. Nửa ký nấu nhiều lắm hả chị, nấu nhiều không? Cho 1 ký, nửa ký cho em chắc nghĩ chắc nấu chừng 5 tô. Hello chị Sinh Lâm, Lâm Sinh nha. Này lần mua tặng hả? Em này mua giờ sao? Em mua 1 ký ke là ai mua vậy? Em này mua thật tặng hả, là sao không hiểu? Nhiều ký để em Hoa Nguyễn chuyển tiền cho Bảo. Được một bịch là 150, 1 ký là 300.000 nha chị ơi, 1 ký là 300.000 ạ. Không, nhưng mà khi nào em gửi rồi hãy chuyển tiền cho em nha. Chứ ai cũng chuyển tiền là lúc đó em có tới canh giao đâu. Anh Bảo không hiểu kìa chị Thúy, lần sau không hiểu gì hết. Chíp chíp ơi, chíp chíp ọt ọt ơi. Chíp chíp ọt ọt. Hello chị Minh Thu nha. Hello chị Hoàng Thị Cúc. Mứt dừa hả anh? Cái này là bánh canh nha em ơi. Bánh canh nha, bánh canh nha.
này gọi là bánh canh quéo nha cả nhà, ăn vô nó quéo mùi queo luôn. Vậy có ít cho chị một tiếng cũng được, thì chị cứ nhắn tin đi rồi em được như em giao nhiêu nha. Nói chung là giao cái đơn này cũng đi trả nợ thôi. Hello cô Nhiên, cả nhà mình ai ở Sài Gòn nhớ ủng hộ cho Long Xô ngày mai nha cả nhà ơi. Hello Mai Hồ, hello chị Phương Anh Hồ nha. Cái này về mình nấu bánh canh nước lèo mình ăn cũng ngon, hoặc là mình trộn lên mình xào cũng ngon nha. Hello cậu Nhật Bạch con. Dạ chị Ly. À, một ký bánh canh ra từ bệnh viện giải Hoàng Tử, tí đâu rồi? Tí đi giao đồ rồi, em quên ra Hoàng Tử đi giao đồ cho cả nhà. Còn tí không biết nữa. Đáng lý là trưa nay tí cũng bị ăn đòn đó. Nhưng mà vì đã hứa với mọi người là mình đi phát từ thiện là mình bớt nóng, mình không nóng nữa. Đó nên là mình đã không đánh rồi. Hello Phúc Diễm nha. À, nghe Bảo nói ngon về ăn cho biết. Dạ, nấu nước lèo lên nha chị, rất là ngon, nấu nước lèo lên. Trên nhắn cho anh Bảo nha chị. Nhắn luôn số điện thoại này, trên nhắn cho Bảo 1 phút nha. 1 phút là nó đang bị dồn đơn, kẹt tiếng nhắc vô như kẹt xe vậy. Mai mua gì vậy Bảo? Mai lấy cho em 15kg dưa leo nha chị. 15kg đủ không bà? 15kg dưa leo đủ không? Hết này luôn hả? Ừ. Hồi bữa 15kg là 10, bữa trước là 15kg là ít đúng không? Ừ. Lấy 20kg đi, 20kg dưa leo với lại năm ở còn sườn non còn không bà hai, hả bà? Hết thì non hết một cái muối. 5kg cải muối nha nha chị nha chị ơi, 5kg của cải muối nha. Thôi 6kg cải muối đi, 6kg cải muối đi, 6kg của cải muối nha. Và bánh canh là mà là 150 nửa ký ạ. À, một bịch nửa ký nha chị ơi. Dính vô dính con bà hai. Trời ơi, đáng lý ra cả nhà biết không? Đáng lý ngày 17 là cái ông có tới 3 show luôn á. Được Tú My giới thiệu cho một show event ở Vũng Tàu nữa. Nhưng mà tại vì Long bị hát 2 show ở Sài Gòn rồi, show chùa với lại show Cô Hương Lan nên là không chạy Vũng Tàu được. Chứ con máy làm được hát một show event ở Vũng Tàu nữa rồi. Dạ rồi, có gì mai á cô, có gì mà ngày mai bà Bảo sẽ nó đã lên đơn hết trơn rồi. Hello Vi Chương. Rồi mình trước 10kg ha, 10kg về em lấy 15kg cho chị ơi. Đây có sợ nó bị lỗi hết á nha, nó bị lỗi nên là bỏng hết. Chưa nó khoan dao thì bác kiểm tra lại. Ông cả nhà không cảm gì Bảo nha.
Hello Phạm Thủy, giống như bữa vậy, giao cho Đông bị giải bị lỗi. Nên bảo thấy kiểm tra, tự kiểm tra lại, chắc chắn là bảo mới đánh giao. Anh nhắc cái con chi vàng á. Alo chào em Đào Khánh nha. Anh hello chị Ngọc Anh Đỗ ạ. Đổ bỏ ra ngoài cũng được. Hello chị Quế Lan. Sao mấy cô này là bọn phải lo bán nhàn nè để có kinh phí để làm MV nha cả nhà. Nên là lo chạy lo làm gì làm nhưng mà phải lo bán hàng. Hello Lương Trầm. Hello Hồng Ngan. Hello anh Huỳnh. Hello Jumi Chung. Ở trong nhà có nấu cơm rồi nè. Có. Có canh không? Không, chứ nấu canh gì hết á. Làm nước cá đó. Có cà chua, có canh vậy đó. Bấm thấy chay chị lấy một hũ nhiều loại thức ăn là mà phải nhìn ngon quá có dịp về sẽ dạ em cảm ơn chị Thanh Bình ạ. Không chịu để ngoài lát đếm rồi bỏ vô đó sao đếm sáu đấy đó. Bọn tiệc này nữa nó mới để em biết. Hello chị Thủy Phạm ạ, chị Thủy Phạm nhận được đồ chưa ạ? Hả? Bạn chưa? Không mà tôi ít khi ăn mấy cái cá tẩm gì nha. Với cá mà chữ vàng á. Cái này ăn nó hơi giống cái chữ vàng. Hello, chào em Ngọc Muội nha. Vô bánh canh nha chị Trang ơi.